để tiếp tục chương trình. Một lần nữa xin mời cháu Kiều Vi. Ôi nước ơi, US Army. Bây giờ con hát bài gì? Bài hát của cháu hát sẽ là bài, một bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là bài Nó. Xin mời cháu. Chiều đến lòng chưa đó.
ai dạy con tiếng Việt? Mẹ dạy tiếng Việt giỏi quá, con hát hay lắm. Cảm ơn con. Cảm ơn em. Thôi hồi nãy tôi có đi ra ngoài ngoài sân, tôi đứng ngoài đó thì tôi nghe lóm rồi một số đồng bào, một số đồng hương đứng ngoài đó bàn với nhau nói trời đất ơi, cây nhà lá vườn như vậy là quá tuyệt rồi, đâu cần phải tốn tiền chi mướn ca sĩ Mỹ làm gì, phải không quý vị? Sếp tiết kiệm được món tiền cho chùa. Một bài hát kế tiếp, như hồi nãy tôi nói là những cái mầm non văn nghệ của Văn Cô chúng ta. Bây giờ là một nhân vật khác, một nhân vật tí hon khác, đó là bé Kha Ly. Bé Kha Ly sẽ trình bày một cái bài hát rất là nổi tiếng trong vòng mấy năm vừa qua do một em bé Tây Tạng đã hát và làm rơi nước mắt biết bao nhiêu triệu người trên trái đất này. Đó là bài Gặp Mẹ Trong Mơ. Bác mời con Kha Ly. Năm mừng chúc Tết bác đi. Bác có nè. Con nói tiếng Việt với nhau. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ôi trời giỏi quá. Này, con nè, rồi con hát nha. Thank you.
ơn con, năm nay con hát hay hơn năm ngoái nữa rồi đó.